Thầy ơi, có phải làm nhiều việc tốt sẽ làm giảm nhẹ bệnh tật trong cơ thể mình đúng không? Thì xin thưa với quý vị đó, làm thiện thì nó là điều tốt. Tuy nhiên á, mọi điều thiện đều có cần phải có thời gian để cho quả. Xin lấy ví dụ nha. Đức Thế Tôn có nói ngay cả cái chuyện chúng ta bố thí á, nó cũng sẽ cho cái như là bố thí thực phẩm, nó cũng sẽ cho kết quả là khỏe mạnh, sức khỏe. Tuy nhiên á, là chúng ta bố thí đến ai, đối tượng chúng ta bố thí là ai, thì nó sẽ quyết định là cái quả mình nó mạnh nó yếu và thời gian nó trổ là bao lâu. Có những chuyện mà chúng ta không có nghĩ tới mà nó cũng là kết quả của việc, ví dụ như một hôm nào, một ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta không bị cái khổ hành hạ, chúng ta có được một cái cơ thể không có bệnh, hoặc là cái bệnh nó được thuyên giảm, thì đó cũng có thể là quả của thiện nghiệp. Chứ đừng có nghĩ là mình phải như thế nào đó thì nó mới là quả của thiện nghiệp. Một ngày tỉnh dậy không có phiền não, có khi là đó đã là cái quả của thiện nghiệp rồi. Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta nên tích cực làm thiện thì điều đó đúng. Nhưng mà quý vị nói là cứ làm nhiều thì sẽ giảm nhẹ bệnh tật thì tôi không chắc. Tại vì nó giống như một người á mà khát nước mới bắt đầu đào giếng, thì chừng nào có nước cho mình uống. Thời gian cho quả nó có ba. Một á là cái thiện báo nghiệp, tức là mình làm mà cho cái quả liền ngay bây giờ. Thứ hai á là hậu báo nghiệp, tức là mình làm sẽ cho kết quả đời sau. Thứ ba đó là sanh báo nghiệp, tức là mình làm sẽ cho kết quả ở nhiều kiếp sau. Và cuối cùng là vô hiệu nghiệp, nhưng mà cái đó mình không tính tới, mình không dính dáng với mình đâu. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta muốn cái hiện báo nghiệp, tức là mình làm cái gì đó nó phải cho quả liền. Thì thứ nhất để cho quý vị tỉnh là cái chuyện mà chúng ta muốn cho cái quả mà nó trổ liền á, thứ nhất là cái đối tượng phải là một vị bậc vĩ nhân, như là một vị chánh đẳng giác, một vị độc giác, hoặc là một vị thánh vừa ra khỏi thiền. Thì khi quý vị bố thí cúng dường đến các vị đó, cái quả báo nó trổ liền ngay lập tức. Mà bây giờ thì mình kiếm đâu ra nữa, cho nên là các cái quả thiện nó đều cần có thời gian cho quả. Tuy nhiên á, cái thiện mà liên quan đến tam bảo á, thì nó sẽ cho cái quả lớn lao và cũng sẽ cho cái quả nhanh chóng. Tại vì á, cái này là sư không có căn cứ theo kinh tạng nha, nói trước, mà sư căn cứ theo cái mà sư thấy. Thì có một vài vị đó, khi mà vị đó ví dụ như là phục vụ tam bảo một thời gian rất là dài, thì tự nhiên sức khỏe của vị đó cũng được cải thiện. Cái đó có. Hoặc là có những vị tu hành với cái tâm thái là tu chết bỏ, tức là bây giờ mình bệnh như vậy rồi thì thay vì mình chết trong cái sự đau đớn bệnh tật thì tốt hơn là mình chết trong cái sự chánh niệm cảnh giác. Thì vị đó bắt đầu giữ giới trong sạch và tu hành rất là tinh tấn, là tu chờ chết á, nhưng mà càng tu càng khỏe, rốt cuộc là không có chết đấy. Mặc dù trước đó là bệnh viện trả về, thì đó là những cái mà tôi biết và tôi thấy. Và cái này thì trong kinh tạng thì tôi không có thấy nhắc tới. Tuy nhiên thì đây là cái nhìn của cá nhân sư đó, và đây cũng là cái để cho quý vị tham khảo. Và không biết về vấn đề này thì sư thầy thường có cái nhìn như thế nào? Dạ, thưa đại đức, thưa quý vị, đây là cái vị này hỏi là có phải làm nhiều việc tốt, làm giảm nhẹ bệnh tật trong cơ thể mình có đúng không ạ? Thì đây là một câu hỏi mở, thưa quý vị. Đây thì cái bản thân sư thì sẽ trả lời là có thể giảm mà cũng không có thể giảm. Có một điều mà lưu tâm ở quý sư mà hay quý sư á, hay nhắc quý vị á,
đặc biệt là một lần nữa để Đức Thanh Tuệ cũng thay 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 giống như là thay ý của sư, sư muốn nói, tại vì sư cũng định nói cái vấn đề mà quý vị phải hiểu về cái vấn đề mà gọi là cho quả thưa quý vị, để Đức Thanh Tuệ nó quả thưa quý vị, có nghĩa là có ba vấn đề đó, đó là thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Quý vị phải nên rõ vấn đề này, khi quý vị rõ vấn đề này rồi nè, thì quý vị đầu tiên quý vị có chánh kiến, có nhân kiến rồi quý vị biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Ở đây thì cái vị này nói là làm nhiều việc tốt, tại cái ngay cả cái vế mà gọi làm nhiều việc tốt này này thưa quý vị cũng phải cần nên hiểu nữa. Tại vì ở đây chỉ nói chung chung thôi, nhiều việc tốt, tại vì không sư 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 thì sư không biết cái vị này hiểu là nhiều việc tốt là như thế nào. Tại nếu mà vị này nè là một vị cư sĩ thuần thành, có học có hành, thì cái việc tốt đó là sư khi mà đề cập nhiều việc tốt thì sư không bàn bàn thêm. Còn nếu mà một cái người mà họ còn mơ hồ, họ còn mông lung về cái khái niệm mà việc tốt đó, thì phải nên coi lại. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi nha, sư đây đi ví dụ trường hợp thôi, tại vì sư cũng có chứng kiến nhiều vị đó là bị bệnh tật xong rồi cái nhiều người phán là là phải giết con này hay giết con nọ, hay là mua giấy tiền vàng mã đốt cúng thần linh, cúng hổ thần thổ địa, cúng ma cúng quỷ gì đó, thì lại lại đôi khi quý vị nghĩ lại đó là một cái việc tốt nhưng mà vô tình quý vị làm điều đó nó đã sai rồi. Cho nên là nói cho nên là cái sai lại dẫn đến cái sai, đúng không? Mà quý vị lại nhầm tưởng đó là việc tốt, cho nên đó là gọi là cái như là giảm nhẹ bệnh tật không, thì cái sự kiện này theo suy nghĩ là chắc là không không thể ra. Còn đây suy xét về khía cạnh mà gọi là người cư sĩ thuần thành đi nha, họ sẽ làm nhiều việc tốt. Việc tốt ở đây là sư sẽ đưa ra một vài việc tốt cụ thể, là ví dụ là bố thí nè, trì giới nè, hành thiền nè, mà làm một cách lớn lao và liên tục không ngừng nghỉ. Lớn lao không ngừng nghỉ là sao? Như Đức Thanh Tại có nhấn mạnh quý vị đó, là khi quý vị làm mà quý vị á, có sự mong mỏi mà có cái quả liền á, thì nó có ba điều kiện. Nhất là cái đối tượng mà quý vị hướng đến để làm cái việc tốt đó, cái việc thiện đó. Thứ hai là cái vật thí đến với cái bậc vị nhân mà Đức Thanh Tuệ nói cho quý vị đó. Và thứ ba là cái thành tựu tâm ý. Thì ba cái điều này nè mà nếu đúng tròn đủ thì quý vị mới đạt được cái điều quý vị mong mỏi là việc bệnh tật. Còn ngoài ra mà nếu mà thời buổi bây giờ đi, mình nói là làm sao mà biết thánh nhân rồi có thánh nhân hay không, mình cũng có sự hoài nghi đó, thì sư cho một lời khuyên nha. Lời khuyên đó là nếu quý vị là một người cư sĩ thuần thành mà quý vị có cái sự mong mỏi làm nhiều việc tốt và để giảm nhẹ bệnh tật, quý vị hãy cố gắng nỗ lực làm một cách không ngừng nghỉ, làm một cách không ngừng nghỉ. Cụ thể đó sư đã nói với vị đó là bố thí, trì giới, hành thiền. Bởi vì đó đừng có cái tâm mong mỏi. Giống như bữa hôm trước á, trong cái phần vấn đáp á, là có bị hỏi là cái việc hành thiền á là có giúp chữa bệnh hay không, thì sư cũng đã nói rồi, có thể cũng không có thể, quan trọng quý vị thực hành nó giống lời Phật, theo lời Phật dạy với cái thái độ như thế nào, với cái tâm ý như thế nào, thì xin nó sẽ cho kết quả theo như sự mong mỏi của quý vị. Còn nếu mà mình còn mong lung về những cái điều tốt rồi mình làm mình để mong mỏi, mình tham, nghĩa là mình tham mình làm không với cái tâm không trí tuệ, mình làm là chỉ muốn cái bệnh tật đó như vậy thôi, nhất thời thôi, không rồi khi mình lỡ may nghe, lỡ may chỉ nói ví dụ lỡ may mình hết bệnh đó, là mình cũng trở về mình cũng đâu vào đó như cũ, thì cái đó cũng không ý nghĩa nhiều. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời hỏi. Đây thì
có một vài câu hỏi trùng sư đã trả lời rồi. Ví dụ như Lê Hải Yến thì hỏi là đau ốm nên tụng kinh gì đó, thì sư đã có trả lời ha, kiểm tra email. Hết rồi. Đấy. Và tôi sẽ ráng cố gắng để ngày thứ hai còn một buổi nữa ráng trả lời cho quý vị thêm được một số câu. Và sắp tới đó thì sẽ tới cái khóa tu 10 ngày, thì trong khóa tu đó, đó thì sư cũng sẽ không có trả lời vấn đáp, cho nên là những cái câu hỏi mà còn thiếu còn sót thì sẽ tồn đọng, quý vị thông cảm ha.